yêu của chúng ta được nhà nước cảm danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 30 tháng 4 2012, 30 tháng 4 2017. Trong 5 năm qua, tuy hầu hết chúng ta tuổi cao sức yếu và hầu hết các đồng chí cựu cán bộ chiến sĩ, gia đình liệt sĩ, gia đình cơ sở, các đồng chí và đồng đội chúng ta đã từng bị địch bắt tù đài tra tấn, ép buộc lo cuộc sống hàng ngày và bảo vệ sức khỏe, nhưng chúng ta đã tích cực và cố gắng khắc phục khó khăn riêng, cùng suy nghĩ góp sức làm bạn động viên nhau, tổ chức nhiều hình thức hoạt động đa dạng liên hoạt, chịu khó đến tận cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh và các làng xã vùng tâm tướng chiến khu xa xôi ngày xưa mà đồng bào đã từng ủng hộ, dám đương đầu cho địch, có thể hy sinh để bị nguy hiểm đến gia đình họ đã bỏ bọc chúng ta cho đến ngày giải phóng và thống nhất đất nước. Mục đích của các lập trường thống liên tục và sáng kiến ấy trong 3 năm qua của chúng ta là để góp phần phát huy truyền thống đấu tranh kiên cường và truyền thống yêu nước của các thành viên ban chỉ vận mặt trận khu nghĩa Sài Gòn Ba Đình. Mục đích chúng ta là để bày tỏ sự tri ân các liệt sĩ, các gia đình liệt sĩ, gia đình cơ sở, các tổ chức nhân sĩ trí thức, giáo chức, giới tư sản, đồng bào và chức sắc, các tôn giáo đã tham gia các phong trào đấu tranh yêu nước vùng Mỹ, an thời trong phong trào đấu tranh chính trị đô thị của ban chỉ vận mặt trận chúng ta. Chúng ta không bao giờ quên họ, họ xứng đáng được tôn vinh, họ đã góp phần hy sinh sương máu và những cán bộ trong tù đài tra tấn của địch. Trong năm qua chúng ta không ngồi yên để ôn danh hiệu anh hùng mà tự hào xuống, chúng ta đã nhớ, đã nghĩ đến các liệt sĩ, đồng chí, đồng đội, đồng bào cơ sở thân yêu của chúng ta và đã cùng nhau hoạt động không ngơi nghỉ để tri ân, để mang danh hiệu tự hào ấy đến với mọi người, trí vận với tất cả các thành viên vì mục đích trách nhiệm và lương tâm cách mạng của chúng ta. Chúng tôi muốn trân trọng bày tỏ ở đây sự biết ơn và kính phục các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo của ban chỉ vận mặt trận Sài Gòn Ba Đình thân yêu của chúng ta, chẳng những đã từng kê vai sát cánh với chúng ta trong thời kháng chiến mà vẫn đồng hành thân thiết của chúng ta trong các hoạt động truyền thống vừa qua. Đồng chí Nguyễn Duy Cương, tức là chú Ba Trực, nguyên phó trưởng ban, tuy bị bệnh nặng không đi lại được nhưng vẫn thường xuyên quan tâm gọi điện thoại cho chúng tôi, nhắc nhở góp ý và cung cấp thông tin tư liệu của chí vận để chúng ta đừng để quên ai, đừng để sót ai. Chú An thường dặn cần tôi có mặt, cứ có tin tôi sẽ đến dự với các đồng chí, và nhiều lần đồng chí đã ngồi xe dự hỗ trợ thì này anh cũng nhắc. Chí Phan Thị Nở, cô cháu Nở, tuy tuổi cao sức yếu nhiều lần phải vào bệnh viện cấp cứu, chúng tôi rất lo lắng nhưng vừa khỏe là nhất định cô đoài được đi tham gia cùng các đoàn hoạt động truyền thống khí vận của chúng ta. Chúng tôi có thể nói chị cháu Nở đã đồng hành gần như hầu hết các hoạt động truyền thống với nhiều cô đi vào phòng họ, như chuyến đi Hà Nội, sự tham gia của cô cháu có thể khí vận cho các hoạt động truyền thống mọi người. Sự tham gia của các đồng chí luật sư Vũ Quốc Mạnh, nhà giáo Nguyễn Huỳnh Minh và nhiều đồng chí khác tham gia các hoạt động truyền thống đã góp phần rất quan trọng và làm phong phú cho các hoạt động truyền thống của ban chỉ vận mặt trận Sài Gòn Ba Đình. Chúng ta cũng không quên nhắc đến các đồng chí đã chịu khó thu xếp chuyển nhà để tích cực thường xuyên tham gia các hoạt động truyền thống. Mai Đường Mến, Ba Liên, Tư Phụng, Sáu Đông, Bảy Bình, Bảy Yến, Hai Hiền, Kim. Đặc biệt, có đồng chí Thùy Vi, nhắc Thùy Vi là cán bộ hiện nay là phó trưởng ban tổ chức mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh, luôn gắn kết và hỗ trợ cho chúng ta trong nhiều tình huống đột xuất khó khăn. Thì này cô cũng nhắc, trong 5 năm qua, mặt trận có tổ chức một lần, một số lần họp mặt nhân dịp lễ nhưng số lượng bị hạn chế. Một số trong chúng ta thì có điều kiện dự họp hoài, nhưng nhiều đồng chí và nhiều gia đình liệt sĩ cơ sở chưa có dịp được dự họp mặt chung tại thành phố cùng chung vui với chúng ta. Do đó, lần này nguyện vọng chung của chúng ta là tổ chức một cuộc họp mặt làm sao
cho đông đủ mọi người thuộc Diếp Vận Mặt Trận Sài Gòn gia đình của chúng ta đều đến dự họp mặt không phân biệt. Chính cái chỗ này đó mà tôi nói cái gì là đọc cho các bạn nghe đó. Ai cũng biết để làm được việc này là một khó khăn, nhưng chúng ta hãy cố gắng thảo luận và tìm mọi cách sáng kiến để thực hiện cho được. Chúng ta tự nghĩ lại, chúng ta cứ được họp hoài, còn rất nhiều đồng chí đồng đội, gia đình liệt sĩ cơ sở thì vắng tanh suốt mấy năm nay. Thời kháng chiến thì họ cùng chúng ta hoạt động sẵn sàng chiến đấu hy sinh tù đầy như nhau. Chúng tôi biết khi đọc báo thấy đưa tin ban bí mật mặt trận họp mặt là được anh hùng. Đã có người dân nhiều lần tự tìm đến 55 mặt đỉnh kia và tự giới thiệu là cơ sở của bí mật mặt trận, tư sản phẩm và muốn xin gặp ban bí mật. Nhận được dự thảo kế hoạch này, chúng tôi tha thiết đề nghị các đồng chí, các cô chú anh chị, các tiểu ban tiếng vận, giáo vận, tư sản vận, văn phòng ban có thể hội ý để chuẩn bị cho cuộc họp ban liên lạc mở rộng sắp tới sẽ bàn và quyết kế hoạch này. Cái chỗ này là quan trọng đó, cho nên là mới có cuộc họp của chúng tôi đã ra đây. Chúng tôi xin gợi ý các đồng chí suy nghĩ và chuẩn bị ý kiến các vấn đề sau. Một là ước tính có chừng bao nhiêu người dự được, địa điểm nào thích hợp, kinh phí, cách tổ chức nên như thế nào và khách mời. Các đồng chí đề nghị là chúng ta có một ý kiến này. Chúng tôi tin tưởng và rất mong các đồng chí sẽ có nhiều ý kiến sáng kiến, ý tưởng để hiến kế cho kế hoạch này được tổ chức thành công, để lại một kỷ niệm xứng đáng với đơn vị anh hùng của chúng ta. Chúng tôi hết sức hoan nghênh các đồng chí đưa ra những sáng kiến tuyệt vời. Chúng tôi xin cảm ơn trước các đồng chí đã chịu khó dành thời gian đọc bản kế hoạch này, gọi điện thoại thông báo cho nhau biết và thảo luận trước và bắt đầu suy nghĩ ngay ý kiến để chuẩn bị đóng góp. Kính mến và thân mến chúc các đồng sức khỏe các đồng chí lãnh đạo và toàn thể các đồng chí. Riêng Xuân Long cho phép được gửi lời cảm ơn các cô chú và các đồng chí đã thăm hỏi và quan tâm khi Xuân Long bị tai nạn giao thông. Rất may nay đã hồi phục và xin tự hứa sẽ hết mình cùng các cô chú, các đồng chí làm sao để tổ chức được cuộc họp mặt đông đủ và con tiến vận. Mình lần này chúng ta sẽ cảm thấy thật hạnh phúc. Thay mặt ban liên lạc truyền thống ban tiếng vận mặt trận phụ nữ Sài Gòn gia đình Xuân Long ký. Cho nên Xuân Long gửi cho tôi cái thơ và tha thiết làm sao cái khổ giáo của chúng ta rút ý đến góp chị nói mà đi gặp lại cái chuyện gì 30/4 rồi là nó độ ở đông đủ, nhất là cái cánh giáo chúng ta thì là rất đông. Nếu mà vận động được thì những ai đi dự được đó thì mình có thể mời được lên danh sách rồi báo để ý kiến và cũng chuẩn bị một số ý kiến. Cho nên chúng tôi chi tiết đọc, chúng tôi biết khi đọc báo thấy đưa tin về ban bí mật mặt trận ước lượng là trong đó này. Chứ ở đây đó là
mỗi đơn vị mỗi mỗi nói đó chắc là gửi cái gì chung là phải căn cứ vào sổ gửi hàng hả, trên cơ sở danh sách sổ của mình đó thì mới phán đoán đến ba trăm bao nhiêu người đi được, ba tôi đang ở đó thì mới cho được cái số cũng cái trường một cộng lại thôi, tức là từng đơn vị phải phải báo số người có thể đi được của đơn vị. Mặt trận này rất có nhiều nhiều ngành, nhiều ngành nói về địa điểm về kinh phí đó, và cách lộ cách nơi như thế nào thì xin nói rõ. Nếu mời các đồng chí mà ở xa xôi về đó thì dở nhất đó, chắc cũng phải có bữa ăn. Bây giờ kiểu này là có mời một số các đồng chí ở tỉnh ở xa rồi, nếu đi ra là tương tác hơn nữa là phải chỗ bữa trước một ngày rồi. Nhưng mà thôi, cái đấy là theo tôi thì lên là điện chùa là có một lần, cho nên phải nắm cái số người ta nghĩ và ước tính chi phí đó để mà tính ra cái kinh phí. Cái kinh phí bây giờ cũng không ngồi mà tưởng tượng ra được. Thank you.
giờ đảo tỉnh hết trơn rồi. Nhưng mà chị nói đó, bây giờ mình nói về địa điểm, bây giờ mình địa điểm có thể mình nói được. Địa điểm thì chỉ có chỗ văn phòng của thành quỷ với chỗ họ cũng trước. Thì cái đó là mắc lắm chị ơi, vừa mắc mà vừa quá lớn luôn. Mình không có đâu mà có một lần á, là mình mời cái lực lượng vũ trang á, cảnh với anh chị em nhớ không? Thì đó là mình về gần 200 người, thì mới họ mình mới nhờ cái chỗ đó. Còn bây giờ là kiểu như họ mặc không tết á, thì có 100 người nè, thì là ở 57 Nguyễn Thị Minh Khai. Bây giờ có hai phương án, chỉ có hai phương án đó thôi à. Một là 111, hai là ở 57. Đấy, 111 thì là chúng ta sẽ mời rất là rộng, mời rất rộng thì là phải có tiền rất nhiều. Nhớ cái kỳ đó, là kỳ đó chị nhớ không? Mỗi người là được 1 triệu, là cô Dung có cho 1 triệu, còn ở dưới quê lên là 2 triệu. Thank you.
đại diện cho ai phát biểu trước, đại diện cho thành ủy. Đó, thành ủy là phải những người này phát biểu xong rồi ổng mới lên cuối cùng ổng tổng kết chứ. Cho từng khối phát biểu. Cái một là từ trung ương chuẩn bị một cái bài hai mặt mặt trận đó, nội dung chính là cái bài đó. Rồi mỗi một đoàn thể, một cái nhóm đó, từng khối, mỗi khối thì chuẩn bị cái bài đó, đề nghị coi khối đó ai. Bây giờ còn mình khối mà ở đây là đề nghị là anh Thiện phát biểu ngắn, giờ anh Thiện chuẩn bị luôn. Chứ còn ai nữa bây giờ? Thôi mà. Anh đi, anh Thiện ra phát biểu đi, anh chuẩn bị luôn cái bài đó đi rồi cho nó đậu ông giáo. Đó thì từ nãy giờ ông đọc ở đây không biết. Thôi thì ông lấy tờ này về đi, ông nắm tờ này về đi rồi ông phát nha. Anh Thiện nha, khối của mình là anh Thiện phát biểu anh chị. Đúng rồi. Hay là chị. Trời ơi, chị đây nha. Thôi để anh Thiện đi. Rồi anh đọc tiêu mà chị là ai vô của nó là chị là thầy giáo. Anh là anh Thiện phát biểu. Có anh. Rồi. Mời hai người phát biểu là đại diện mặt trận hoặc là đại diện tuyên giáo thì ai nhất trí thì người đó tại vì chỉ một trong hai người thôi ha chị. Rồi hoặc mặt trận hoặc ban tuyên giáo hay là hai người phát biểu hoặc cả hai rồi ban tuyên giáo hoặc là cả hai đúng rồi một người hai người là xếp ở trên thôi đúng rồi. Và bây giờ mình sẽ tiếp nối làm cái gì nữa để xứng đáng với cái danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. À, nó hay quá là làm luôn. Ông em ghi, em nói chung em ghi cái nội dung đó đi. Thì không, thì anh đã biết quá rồi, anh viết cái bài hết rồi. Thì nội dung là vậy đó, anh hiểu không? Kỳ này đó là nói chung là mừng 5 năm mình được anh hùng lực lượng vũ trang. Và 5 năm qua mình đã làm được cái gì thì anh sẽ kể rồi là mình đi phán sạch rồi đủ thứ hết. Được bao nhiêu rồi, đi tên nào rồi. Vậy gì để xứng đáng với danh hiệu lực lượng anh hùng vũ trang chúng ta sẽ tự làm cái gì? Chúng tôi những người xúc càng gãy gọn hết. Hồi qua gian qua đó mà lại là tới đánh trẻ rồi à, tới lúc này đuối lắm lại nói vậy đó. Thank you.
Rồi xong rồi ông không trả được số một địa điểm nào rồi. Rồi. Rồi rồi kinh phí rồi cái bộ tư tưởng là cách tổ chức như thế nào đó hôm trước họp 20 tháng 11 á nha, là chị Châu chị Ba nè,
đồng ý chưa? Nguyễn Thị Trần, Đoàn Thị Huệ, Phạm Thị Thu Hà, lên là Thu Hà là ở Phú Thọ Hòa đó. À rồi Nguyễn Kim Xuyến, Lâm Việt Hoa, Nguyễn Bình Minh, Nguyễn Chí Thành, Vũ Xuân Quang, Nguyễn Công Ân, Nguyễn Huy Ngọt, Nguyễn Tuấn Cảnh, Nguyễn Anh Kiệt, Trần Xuân, Triệu Ngân Định, Dương Bo, Dương Bạch, Văn Ngọc Minh, Nguyễn Văn Thiện, Cô Sự, Thái Long Phật, Thái Long Phụng, Lê Hồng Diệp, Vũ Thị Cần, Thầy Mẫn, Trần Thị Tâm, Trần Thị Hiếu, Phan Thanh Phong, Kim Tuyết, Kim Hoa, Kim Dung, rồi thầy Danh, thầy Mặt Đường, thầy Tuấn. À bây giờ ở đây là em có thêm là Trần Văn Sùng, chị nhớ không? Phan Lê Cảm, Trần Văn Sùng. Văn Sùng hôm trước nó không được hỏi chúng ta, em quá trời cũng nói tại vì chị không có địa chỉ của em. Đúng rồi, Sùng ở Trần Văn Sùng. Dạ, đó đây là mấy những người xa lại con. Trần Văn Sùng nè, Phan Lê Cảm nè, Bùi Thị Trinh. Chị rồi Kim Xuyến gì đó có Kim Xuyến rồi rồi còn cái chị gì mọi hôm Trương Thị Việt Bích đó, Trương Thị Việt Bích nha. Thôi mình có mấy người ha, mình Trương Thị Việt Bích nè, rồi còn anh nữa, anh Nguyễn Mạnh Tường. Nguyễn Mạnh Tường mấy hôm Nguyễn Mạnh Tường đúng rồi, Nguyễn Mạnh Tường và vợ, vợ Đỗ Hồng Ngọc kia và vợ Đỗ Hồng Ngọc. Rồi ai nữa nhớ chưa? 1 2 3 4 5 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11 nè, 12 nè, 13 nè, 14 nè, 15 nè, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 rồi. Danh sách vậy là bằng 7 người rồi đó. Mà em nghĩ là bằng Dương Quang Trí gì đó. Dương Quang Trí nữa nè. Dương Quang Trí là Nguyễn Anh Kiệt có chưa hẳn? Có rồi, có rồi. Nguyễn Anh Kiệt có rồi, mà Dương Quang Trí là chưa. Không, em phải nhớ mấy người này. Em về, em mang em điện lại hết rồi. Em cũng nói với Dương Quang Trí nó sẽ biết hoài mà mình nhận cái sổ lại đàng hoàng. Đây là cái người, những người mà không giữ thì dự. Tại vì có hôm trước thì có số người không có đi dự. Ra mấy không có lên hôm nay. Đúng rồi, Dương Văn Nam. Nếu mà được chị em cái này thì em sẽ kết hợp với cái chuyện hợp đội. Khoan, khoan nha. Chị sợ em lắm, em làm mất cái chuyện hết không? Không, em có dạ. Thì làm mất cái là cho nên Sùng với Lê Thắng chị kỳ rồi chị không có gửi nó nữa, nó buồn là đây nhớ cái cuộc gọi thì sao em không biết ra phải gọi với chị gọi lại cho nó nói là mất cái danh sách rồi thẳng với rồi chứ nó buồn lắm, em gọi điện thoại chị bị nó cắt quá rồi chị em có lòng quên em rồi đóng đóng nó cũng như vậy em đóng nhớ từ đó đóng được bao nhiêu cái gì Sùng sẽ nghe nhớ này. Thầy về hả thầy? Qua làm chút thôi. Qua con thầy Lê Văn Thời, Lê Văn Thành,
mời mấy ông, mời con của chị Nam Đinh. Ờ, rồi đây là chưa có con của Linh Nhân Lê nữa nè. Bây giờ còn kéo lên được các chú cười rồi đó. Con anh Lê Nhân Lưu Nhân Lê nữa. Nghiêm đó chứ quên, nó còn bà Nghiêm đó. Rồi bà Nghiêm cũng chưa còn địa chỉ ở đâu chứ nó biết đâu. Thôi coi như mình ăn ký mình 40 đi chị, rồi tính nữa nha. Mình đi Nghiêm Nghiêm đi. Nghiêm lãnh chết rồi còn Nghiêm rồi còn. Cái gì hết mình 50 chứ. Thôi, cũng thật hơn đó. Rồi, chú chú lại nha. Không thì mình cứ mời. Mình cứ như mình xin nhiều đi rồi mình tới nữa. Trời ơi, anh phải cầm lâu quá mà quên. Hai chị phải cầm trong đó với anh tí về tiếp quản cái đại bản thân. Rồi phải cầm của ông giáo nhân cách cầm này 142 năm thì có nghĩa cũng có nhé nè. Là ở Việt Mít. Có hồi nãy tôi ghi có mời Việt Mít không? Trời. À, còn cái mấy anh như anh Lê Bách đằng kia nó có không? Ôi, ông thuộc về từ là mấy ông thuộc về của bên hai người. Có bên giáo ở đây nè. Bên giáo, giáo cho em bị giáo bộ đô. Thank you.